con máy nào dùng lâu dài, con máy nào dùng ổn định trong vài năm tới, tầm trung thôi anh. Đây có vẻ như là câu hỏi mình nhận được nhiều nhất từ anh em. Thì ngoài những anh em mà có cái nhu cầu dùng máy và đổi máy rất là nhanh để có thể cập nhật những cái xu hướng mới, thì cũng còn rất nhiều người dùng luôn muốn có những cái nhu cầu là sử dụng máy rất là lâu dài và gắn bó trong một thời gian vài năm gì đấy. Thì để đáp ứng được nhu cầu đấy thì anh em sẽ phải có một cấu hình phải đủ tốt. Vậy thì hôm nay mình sẽ điểm qua cho anh em những con máy đấy trong phân khúc tầm trung. Ok, vào video nha. Đầu tiên với Mi 9 SE thì mình đánh giá là em này có một thiết kế đẹp với khung viền kim loại và mặt lưng kính hoàn thiện thì cũng ở mức tốt. Với màn hình 5.97 inch, độ phân giải Full HD cộng, tấm nền Super AMOLED hỗ trợ HDR nữa nên là đem lại cái chất lượng rất là tốt cho anh em. Em này được trang bị con chip Snapdragon 712, nó ít nóng và tiết kiệm pin hơn, cộng với 6GB RAM và 64GB bộ trong. Thì nói chung là cấu hình này thuộc dạng khủng long ở trong phân khúc rồi. Anh em cứ thoải mái chiến game kiểu Liên Quân Mobile rồi là PUBG Mobile trong phân khúc thì quá là ngon lành rồi. Về camera, em này sẽ có cụm 3 camera gồm có camera chính 48MP, camera tele 8MP và 13MP camera góc rộng. Thứ nhất là chụp ảnh đa dụng, thứ hai đem lại cái chất lượng cực kỳ tốt ở trong phân khúc. Điểm cần có lẽ ở đây là cái viên pin 3070mAh cho cái dung lượng là nó thua thiệt hơn hẳn so với những con máy tầm trung và đối thủ của nó. Nhưng mà được cái bù lại thì có công nghệ sạc nhanh 18W và hiện tại thì em này có mức giá là tầm 7 củ ở Bạch Long Mobile nhá. Tiếp theo sẽ là Redmi 3 Pro, thì em này có màn hình kích thước là 6.3 inch, độ phân giải Full HD cộng và tấm nền LPS LCD cho chất lượng là ổn ở trong tầm giá. Cấu hình từ khi ra mắt thì đã là một cái điểm gì đấy để Realme nó nhấn mạnh vào mỗi khi ra mắt một con máy nào đấy, và em này thì cũng không phải là ngoại lệ. Với con chip được trang bị là Snapdragon 710, RAM là 4GB và 64GB bộ trong, thì đem đến cho chúng ta là một con máy có cấu hình ngon lành. Nói chung là chưa đến 6 củ anh em còn chê gì nữa. Nó còn chỉ thua thiệt một chút so với con Mi 9 SE thôi mà, đúng không? Camera cũng sẽ là điểm mạnh em này. Mình cũng không ngờ là năm nay Realme lại làm camera tốt như thế. Thì chúng ta sẽ có cái cụm hai camera là 16MP và camera đo chiều sâu 5MP. Nói chung chất lượng thể hiện là tốt ở nhiều điều kiện. Em này có pin dung lượng lớn là 4000mAh cộng thêm cái công nghệ sạc nhanh VOOC 3.0 độc quyền từ Oppo, đem lại chất lượng sạc phải nói là cực kỳ nhanh và còn an toàn nữa. Mình đánh giá cực kỳ cao điểm này. Còn cái thứ mà mình chưa ưng ý nhất ở em này có lẽ là thiết kế, bởi nó không có gì nổi trội, nó bình thường. Thiết kế thì làm từ nhựa và hoàn thiện cũng chưa cao lắm. Hiện tại thì em này có mức giá là 5,8 triệu đồng tại Bạch Long Mobile. Mình thì cũng hơi bất ngờ khi mà check giá em Nokia 8.1, bởi vì hiện tại thì em này có mức giá là 5,9 triệu đồng, có nghĩa là nó cũng tương đương so với con Realme 3 Pro. Cũng phải cực kỳ cân nhắc hai em này đây. Thì đầu tiên có lẽ là về cái thương hiệu Nokia, cái tên cực kỳ quen thuộc với người Việt chúng ta đúng không? Khung em này sẽ có cái khung viền kim loại cộng với cái mặt lưng kính thì đem lại chúng ta cảm giác nó chắc chắn và cầm cũng sẽ mát tay. Với màn hình trang bị là 6.18 inch, độ phân giải Full HD cộng thì cho chúng ta một cái màn hình nó đẹp, độ sáng cao và cũng trong trẻo nữa. Cấu hình thì cũng tương đương với Realme 3 Pro với con chip Snapdragon 710, 4GB RAM và 64GB bộ nhớ trong, nên là hiệu năng, sự mượt mà đem lại là cũng không có gì phải bàn cãi nữa khi mà kết hợp với Android thuần ở trên Nokia 8.1. Về camera thì em này được trang bị ống kính Zeiss nổi tiếng với camera chính là 12MP và camera phụ là 13MP, đem lại chất lượng hình ảnh tốt từ chi tiết cho đến màu sắc. Còn về video thì chúng ta sẽ có công nghệ chống rung quang học OIS cộng với công nghệ âm thanh Ozone, đem lại chất lượng chống rung tốt và chất lượng thu âm cũng ngon lành. Vsmart Active 1 Plus, nếu anh em quan tâm đến hàng Việt và muốn ủng hộ người Việt thì hãy chú ý đến em này. Active 1 Plus thì sẽ có khung viền kim loại cộng mặt lưng kính và ở 5 triệu đồng thì đây là một cái điểm cộng đây. Em này thì sẽ có màn hình 6.18 inch, độ phân giải Full HD cộng và tấm nền LPS LCD, đem lại chất lượng hiển thị là tốt. Điểm cộng em này có lẽ là lượng RAM khủng lên đến 6GB RAM và 64GB bộ trong cộng với con chip Snapdragon 660. Thì nghe có vẻ hơi thua thiệt so với những đối thủ, nhưng mà dù sao thì em này cũng có mức giá rẻ hơn gần cả triệu đồng. Và con chip Snapdragon 660 thì vẫn đáp ứng tốt cho anh em cái nhu cầu từ cơ bản hàng ngày cho đến những cái tựa game, cộng với cái Android thuần này ổn định và có thể là cập nhật phần mềm lâu dài hơn cho anh em. Vsmart Active 1 Plus thì có trang bị viên pin 3650mAh cộng với cái công nghệ sạc nhanh là 18W nên trải nghiệm pin cũng được.
Hiện tại thì anh em chỉ cần 5 củ để có thể hút em này về ở Bạch Long Mobile. Và cuối cùng, khi nhắc đến Redmi Note 7 thì đầu tiên mình không thể nào mà không nói đến cái độ bền của em này. Thì đã có nhiều video test, anh em cứ search để có thể biết được. Về phần hiển thị thì cũng không có gì để chê trách. Khi mà em này có màn hình là 6.3 inch, tấm nền LPS LCD và độ phân giải Full HD+, chất lượng nó cũng tương đương với con Vsmart Active 1 Plus. Đây sẽ là con máy rẻ nhất ở trong danh sách nếu anh em lựa chọn phiên bản cấu hình thấp là 3GB RAM và 32GB ở trong, cùng con chip được trang bị là Snapdragon 660. Thì nó thì so với con chip Snapdragon 710 này hay là 712 thì tất nhiên là thua thiệt thôi, nhưng mà ở mức giá này anh em đã có con chip này cũng trải nghiệm rất là tốt. Thì em này sẽ được trang bị cụm camera kép 48MP và 5MP phụ, đem lại chất lượng hình ảnh là nó cải tiến so với thế hệ trước hơn hẳn luôn. Anh em thì cũng khó chê được tầm giá này về chất lượng cho đến độ chi tiết. Em này cũng sẽ có pin dung lượng là 4000mAh, rất là quen thuộc với các máy Xiaomi, cùng với cái công nghệ sạc nhanh là 18W, rất là ngon lành. Nhưng mà chỉ hết tiếc rằng là ở trong máy thì không được trang bị cục sạc kèm nhanh đi kèm. Hiện tại thì em này có mức giá là 4 triệu đồng cho cái bản thấp 3GB RAM, 32GB ở trong. Còn nếu mà muốn ngang giá với các đối thủ ở trong danh sách thì anh em hãy nâng lên với tầm 5,5 triệu sẽ có cái phiên bản là 4GB RAM và 64GB ở trong. Vừa rồi là những tổng hợp của mình với những con máy tầm từ 4 triệu cho đến 7 triệu mà anh em có thể dùng được thời gian khá là dài nữa. Và còn con máy nào anh em cảm thấy còn thiếu ở trong danh sách thì hãy nhớ comment nhé. Rồi, cảm ơn đã đồng hành mình. Like, share nếu cảm thấy hay và subscribe cho channel. Bye.